cái sản phẩm là máy khoan pin. Đó anh, cái máy khoan pin này anh em cầm vô nặng cực kỳ. Cái bộ này cầm lên nặng lắm anh em. Tại sao nó nặng anh em biết không? Tại sao nó nặng biết không? Tại vì cái pin của nó là pin xịn anh. Nặng đâu phải là một cái tiêu chí đánh giá xịn hay không xịn, nhưng nó là một trong những cái dấu hiệu để chúng ta đánh giá rằng một cái sản phẩm pin xịn hay không. Quá chuẩn luôn. Đây anh em, dòng 21V nha. Con này là 21V 4A. À, nó có đèn báo pin luôn. Rồi đây là cái máy của chúng ta. Anh em nhìn cái máy nè, ngoại hình nó đẹp. À, 20 cộng 1 tốc độ trường và cái lực kéo con này lên tới là 50 Nm. Mình ăn ưng ý nhất của cái bộ máy này đó là cái đầu kẹp của nó bằng bằng kim loại cứng khừ luôn nè, đầu auto lock mà cái đầu này rất là cứng cáp luôn nha. Đây cái đầu này giống như cái đầu của Dewar vậy đó. Ba chế độ hoang, động cơ không chế than nha. Đó, hai cấp chế độ. À, con này tốc độ không tải lên tới 1700 và búa nó rất là mạnh luôn. Bộ này là một máy hai pin một sạc, nó đi kèm cho mình là một mũi khoan đa xi năng, à, một cái đầu bắn tôi và đầu bắn nhíp. Sạc này là output của nó là output 2.4A thì sạc của pin này tầm khoảng 1 tiếng rưỡi đến 1 tiếng 45 phút. 2.650 nha, 2.650 ngàn cho cái máy này.